Em tên là Nguyễn Đình Tiến, làm nghề nghiệp tự do. Năm nay Tiến nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 33 tuổi. Em là Phan Xuân Vy, em 36 tuổi, em là giáo viên mầm non. Ờ Vy là em lớn hơn. Dạ dạ em 3 lớn tuổi. Em 3 tuổi hả? Trời ơi nhưng mà nhìn thấy không có hình ảnh, không có nét nào gọi là lớn tuổi hơn bạn này hết trơn á nha. Rồi, chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào? Có thể chia sẻ cho thằng tôi biết. Em kể cho. Em kể đi. Dạ. Em chơi với anh trai của anh này là được 13 năm rồi. Anh trai của anh này cũng bị khuyết tật luôn. Từ thời con gái em thích chơi với những bạn khuyết tật lắm. Xong rồi em cũng có gia đình, sau đó cũng ít gặp nhau. Thì khi mà ông xã em mất thì bé em còn nhỏ, em định bỏ nghề mầm non. Bé là con em á hả? Dạ con em. Là con gái hay con trai? Dạ bé em. Hello. À bữa nay con có đinh á. Ôi trời đất ơi. Ôi bé xinh quá vậy. Em mấy tuổi con, rồi? Con gì? Con tên Lâm Phan Gia An. Con 5 tuổi. 5 tuổi rồi. Gia An đang học lớp mấy nè? Con học lớp la ba. Bây giờ An ngồi nghe ba mẹ nói chuyện nha. Dạ. Bây giờ đang kể tiếp cái chuyện mà ông lúc ông xã mất. Dạ. Thì em là em định em đi ra mấy hàng ăn sáng ở Bình Dương. Rồi xong cuối cùng đứa, đứa đứa bạn á nó mới nói là chị ở đây có người thân mình à. Thôi chị về Long An á có tụi em mà ở đó cũng ngay khu công nghiệp chị buôn bán cũng được. Chứ khi mà đi lên trên đó thì mới nói tụi bay toàn em xin lỗi em dùng từ này là tại vì em quen rồi với mấy bạn này em dùng từ em kêu tụi bay què không à. Đi làm về còn nấu nước nữa rồi tụi bay chiều tụi bay qua đây tao nấu cơm cho tụi bay ăn. Cái tụi bay đừng có nấu nướng vậy rồi lửa củi được không, cái là chiều nấu nướng thì nấu cho 4 thằng ăn. Làm bảo mẫu luôn, làm bảo mẫu luôn đúng không? Thì ba thằng nhóc kia nó cứ hay qua phụ em, còn ổng mà về là ổng cứ ôm điện thoại á, đi làm về là ổng ở bên phòng ổng, tới giờ nấu cơm xong á kêu mấy đứa kia qua kêu ổng á thì ổng mới qua ổng ăn, còn không kêu á là ổng cứ nằm ở bển á. Trong phòng em có 4 người, mấy đứa kia qua nó ăn xong nó chơi ở bển ngồi nói chuyện với vợ em, còn em về. Con bé thì nó đạp xe nó qua nó nói chuyện cái thấy tội nó quá, cái con nói với nó là về nói với mẹ đi để cho chú làm ba con được không. Cái về nó kể sao với mẹ nó, rồi xong mẹ nó cũng nói này nói nọ, nói chồng mới chết cũng chưa tới mãn tang được nên chưa có chấp nhận được. Rồi sau khi về ngoài Quảng Ngãi làm đám cho ba con bé xong mới vô, xong rồi bọn em mới quyết định sống chung với nhau. Nhưng mà lúc mà em nói với Gia An đó thì bé Gia An trả lời em sao? Gọi bằng chú, sau tự nhiên kêu bằng ba. Trời ơi. Em cấm, em nói là con chỉ có một người ba thôi. Giờ mẹ tới với chú, tại em cũng hỏi bé là có thích không. Nếu mà thích thì mẹ mới tiếp tục, còn không thích thì thôi. Cái nó nói là nó thích chú Tiến, cái tự động kêu bằng ba. Vậy hả? Trời ơi, hỏi Gia An coi. Gia An, mẹ không cho gọi bằng ba mà sao con kêu vậy? Tại con muốn ba. Con muốn ba hả? Con thương ba không? Dạ không. Thương dạ, hả? Rồi con có về nhà ông bà nội chơi không? Dạ có. Ông bà nội thương con không? Dạ không. Vậy con có thương ông bà nội không? Dạ có. Vậy hả? Trời ơi thương quá đi. Đáng yêu gì đâu. Nhưng mà là với ông bà nội là ba mẹ của em á, là bé nó có gần gũi không? Dạ, lần đầu tiên em dẫn vợ em về với bé về á, là tối đêm đó bé tự động kêu bà nội tối nay cho con ngủ chung với bà nội nha. Thương. Xách gối qua ngủ với bà nội luôn. Rồi sáng ra rồi em có hỏi ba mẹ em cái cảm giác của ba mẹ em với bé Gia An không? Ba anh Tiến thì mất rồi. Ba mẹ. À vậy đó hả? Còn mẹ thì mẹ nói sao? Thì mẹ thương lắm. Thôi vậy cũng mừng quá thiệt tình luôn á. Con chúc mừng đó. Mối tình đẹp á. Nghe nè, rồi bao lâu thì tụi em mới là tiến tới hôn nhân? Dạ, tụi em mới tổ chức hôm tháng 7 vừa rồi. À vậy đó hả? Vậy từ cái thời điểm đó thì tới bây giờ thì có khó khăn gì không? Có những thời điểm vợ chồng em khổ lắm. Tại vì hồi trước ba bé mất á, thì có để lại một ít cái bảo hiểm. Thì trong cái bảo hiểm có một số tiền.
thì em có nói với ông xã em là mình không có sống vô số tiền đó được, để mua một cái gì đó cho con, để sau này mà con nó lớn lên nó vẫn còn có cái để lại của ba nó. Thì vợ chồng mới xác định là đi mua miếng đất. Thì khi mà mua xong rồi, đến hồi con em bệnh đó, bán đồ thì con em đợt đó bác sĩ chỉ định mổ, là bắt đầu từ lúc đó là em thương ông này đó, em xác định là không bao giờ em bỏ ông, chỉ có bật ổng bỏ em chứ chắc chẳng bao giờ em bỏ ổng á. Là ổng âm thầm ổng nói gì với em á, ổng gọi điện về cho mẹ dưới nhà á, là dưới nhà mẹ có phân cho ba đứa con trai ba lô đất. Thì ổng gọi điện về cho mẹ nói là giờ con bé bị bệnh vậy đó, ổng xin là cho ổng bán miếng đất, mà ổng gọi điện cho cái anh kế bên nhà là bán cho anh đó mắc rẻ gì cũng bán hết đó, để lấy tiền lên mổ cho con em. Xong rồi anh đó đồng ý mua rồi, anh mới nói với em là chuẩn bị đi về quê lấy tiền lên để mà làm cho con bé. Thì em nói là không, chuyện đó để từ từ, tại vì bây giờ chưa phải là thời điểm để mổ đâu, em cũng tư vấn bạn bè rồi chưa nên. Cái ông nói là không, ông quyết định rồi, giờ bác sĩ chỉ định thì cứ làm đi. Thì em nói là không, đất cứ để đó đi, chưa cần thiết. Nhưng mà bị cái gì? Nó bị nhẹ em chị, mà ảnh cứ làm quá. Là bác sĩ thì nói là do nó bị amidan mà. Nhưng mà em tư vấn bạn bè em thì bạn bè nói là chưa cần thiết, để cho bé lớn lớn một tí rồi. Bây giờ cái quan trọng là mình giữ ấm cho con thôi. Sau cái sự việc đó thì em biết là mình chọn đúng người cha cho con rồi. Tụi em yêu nhau như vậy, vượt qua bao nhiêu khó khăn vậy? Rồi cưới nhau, rồi có thấy tật xấu của nhau không? Hay là đó, cái gì cũng tốt hết? Đó, cười kìa, mong muốn thay đổi luôn. Mong muốn đi, mong muốn vợ thay đổi gì nè? Bớt ghen lại, bớt giận hờn vu vơ lại đi. Còn vu vơ, giận hờn vu vơ. Dạ, ông nóng tính lắm. Và cách dạy con của hai vợ chồng á, nó hơi khác nhau. Em quan điểm của em là vì ba bé mất một lần rồi, bây giờ dù em với anh Tiến có bù đắp cỡ gì đi chăng nữa thì bé Gia An của em nó cũng là một đứa trẻ thiệt thòi so với cùng lứa tuổi rồi. Thì em mới nói là chắc gì mình sống đời, lỡ mình có chuyện gì giống ba nó thì sao, nên bây giờ cứ để cho nó tự lập. Nhưng mà anh thì anh lại bao bọc theo con, kiểu là ôm vào lòng. Anh cứ sợ là con làm việc đó không được, con làm việc đó không xong, con như thế này, con ốm, con... Em nói là đừng quan trọng chuyện mập ốm, chỉ quan trọng chuyện là không có mình con vẫn tồn tại được. Bé Gia An ơi, bé Gia An ơi, sao con khóc vậy? Sao con khóc? Sao vậy? Con nói đi, con nói đi, con lên đây nè. Sao em khóc vậy? Em nói bác nghe coi, sao em khóc? Sao? Mẹ con nói con muốn khóc. Con nhìn mẹ con thương hả? Đúng không? Bác Vân thấy như vậy nè, Gia An 5 tuổi rồi, một năm sau là Gia An vô lớp 1 rồi đó. Lớp 1 rồi. Ừ, mà như vậy khi mà con vô lớp 1 rồi đó ha, là con đi học, là lúc đó là con phải tự đánh răng, tự rửa mặt, lúc ăn cơm là phải tự đút nè, đúng không? Tức là tất cả các bạn đều như vậy hết, mà nếu mình mà không tập trước ở nhà là mình sẽ bị thua các bạn. Ăn thua. Hiểu không? Cho nên là bác Vân thấy như vậy nè, ba và mẹ chỉ là người sáng dậy á, là gọi Gia An dậy sớm và đứng để nhìn coi con làm việc như thế nào, con tự mặc áo sao, con tự đánh răng rửa mặt sao, con tự tắm sao thôi, đúng không? Chứ còn hả, bây giờ mình lớn rồi mà mình cứ để ba mẹ tắm cho mình hoặc là lo cho mình, đút cơm cho mình vậy á, thì mai mốt mình đi học mình bị thua các bạn, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó, rồi bác Vân hỏi nữa nè, con có muốn mẹ có em bé không? Dạ muốn. Vậy là từ bây giờ đổ đi là Giang phải tự làm. Để làm chi biết không? Mai mốt mẹ mà có em bé, Giang phụ mẹ, chăm em bé giùm cho mẹ, đúng không? Lúc nào con bảo vệ cho em, đúng không? Trời ơi thương. Giang có muốn nói gì với ba không? Nói gì? Nói đi, nói ra ôm ba nói. Nói ra ôm ba. Con yêu ba. Sợ mẹ buồn không kìa, mẹ ganh kìa, Giang ơi, mẹ ganh kìa, ý trời đất ơi. Thương quá trời luôn à, ôm lắm á. Ừ. Chị thấy như vậy nè, cái suy nghĩ của vợ em là đúng, tại vì chị có con gái, chị biết. Bây giờ bé nó 10 tuổi, nhưng mà từ lúc mà cháu vô lớp 1 á, là nó đã tự nó set up luôn quần áo của nó không cho mình đụng vô luôn á. Nó đi học hoặc đi chơi nó mặc đồ gì là nó mặc theo cái ý của nó.
Thì chị nghĩ như vậy nè, em nên theo cái cách của vợ em là hay nhất. Dạ, em sẽ cố gắng thay đổi. Cố gắng đi, cố gắng dạ. đi nha. Em cũng muốn ổng thay đổi nữa chị. Em thay đổi gì? Em muốn ảnh có một cái định hướng nghề nghiệp á. Có nghĩa là công việc bây giờ của ảnh thì không ổn định. Ảnh là vẽ rất là đẹp. Hoặc là công việc về nhà thuốc á thì nó cũng phù hợp với ảnh nữa. Ảnh không chịu học. Nhưng mà giờ chị hỏi em nè, hiện giờ cái nguồn thu nhập của em á là nó là do những công việc tự do của em. Dạ, chủ yếu là em mua đất, mua đi bán tức lại. Tức là mua đi bán lại đúng không? Thì chị nghĩ như vậy nè, cái thời điểm này á, chồng em đang làm được cái điều mà anh ấy đang làm để anh ấy đem về thu nhập cho em, thì em tạm thời cứ để anh làm như vậy đi. Không, để chị nói cho nghe. À, anh làm như vậy và anh cảm thấy tự tin với cái việc mà anh đang làm. Thực ra những cái gì mà chồng em làm được á, là thực ra có những người bình thường lành lặn cũng không làm được đâu. Thành ra chị nghĩ rằng á, là em cứ tin vào chồng em đi. Chị chắc chắn anh sẽ làm được, bởi vì tụi em từ hai bàn tay trắng bán hết tất cả mọi thứ mà bây giờ tụi em có hết tất cả mọi thứ rồi, thì em phải tin là chồng em sẽ làm được. Mà bản thân chị cũng vậy, chị chắc chắn là em tự tin em làm bất cứ việc gì thì em sẽ thành công trong việc đó. Dạ. Em cảm ơn lời khuyên. Xin cảm ơn.